Thực tế thì đúng là bệnh nhân ung thư chúng ta biết rằng tôi cũng nhận thấy rằng là bệnh nhân ung thư nhiều khi là do cái chế độ ăn không đủ, bị suy dinh dưỡng và có thể tử vong do mắc các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus xảy ra trước khi mà do các cái khối u chèn ép, thì đấy là cái nguyên nhân chính. Thế thì tôi nghĩ rằng cái chế độ ăn ở đây á, mọi người phải chú ý từng giai đoạn. Ví dụ trước khi điều trị, nếu mà người ung thư mà bị gầy quá thì chính ra chế độ ăn chúng ta cũng phải bồi dưỡng lên để tăng cái sức khỏe mới có khả năng chịu đựng với các cái phác đồ điều trị. Ví dụ như là nếu mà điều trị hóa hay trị liệu thì nó cũng thể trạng nó phải tương đối tốt, bác sĩ mới dám đưa ra các cái phác đồ điều trị. Và ở đây thì hay ngay cả sau khi chạy hóa trị thì chúng ta thấy thường nó xảy ra vấn đề là chán ăn, buồn nôn, rồi tâm lý lại cũng căng thẳng nữa, thì bệnh nhân lại không chịu ăn uống, nhiều khi ăn rất đơn điệu, ăn tí thôi, tí bắp ngô hay là một tí xôi, tí bánh, thế là thôi là qua bữa. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu đây là chế độ ăn phải bồi dưỡng. Thế những cái lúc mà có khó khăn ăn sau khi phẫu thuật thì chúng ta phải sau khi mà hóa xạ trị hay là sau phẫu thuật chúng ta khó ăn thì chúng ta phải chia nhỏ cái bữa ăn đó. Và chúng ta phải ăn những cái chế độ ăn, những cái khẩu phần ăn, những cái bữa ăn nó phải giàu chất dinh dưỡng. Ở đây là giàu năng lượng, giàu đạm, đủ vi chất dinh dưỡng. Và chúng ta nếu mà ăn khó thì ta phải chia có khi 5-6 bữa một ngày, mỗi bữa một chút thôi. Và chúng ta chọn những cái sản phẩm mà ngoài những thực phẩm tự nhiên mình chế biến là đa dạng, giàu chất dinh dưỡng rồi, thì chúng ta có thể bổ sung những cái thực phẩm chuyên biệt mà dùng cho bệnh nhân ung thư. Thì như vậy nó cũng giúp cho nâng cao cái thể trạng, rồi dần dần cái hệ tiêu hóa nó hồi phục. Và tôi cũng thấy rằng sau khi ví dụ xạ trị thì ngay cả cái đường tiêu hóa nó cũng bị tổn thương, cả các cái tế bào, rồi khả năng tiết dịch tiêu hóa cũng kém. Thì lúc này mọi người cũng có thể bổ sung kết hợp, ví dụ các cái chế phẩm probiotic nó cũng giúp cho cái đường ruột nó phục hồi và dần dần thì chúng ta cũng ăn ngon miệng hơn ạ. Bộ giải pháp Nutri Ancan Fucodan hỗ trợ cả trước, trong và sau quá trình điều trị cho người bệnh ung thư, giúp tăng sức đề kháng, tăng cường thể lực, giảm tác hại của hóa xạ trị, hạn chế di căn, cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh ung thư.